C8 8O2 là tác dụng số 4 là mấy? Không phải ông 4. Tác dụng vừa hết với NaOH là bao nhiêu? 0,7, đúng rồi. Thế ta có mấy loại con? Huy, ba loại là gì? Cái gì? Ai tay của rượu không bền. Số mol của NaOH sẽ là 0,07 mol đúng không? Mấy tay là mấy? 0,04 mol đúng không? Hai tay này đều là hai tay chi? Đơn chất vì có hai oxy kìa. Thấy có hai ô không? C8 với 8O2. Hai tay này đồng phân luôn vì cùng công thức phân tử. Nó sẽ khác về công thức cấu cấu tạo. Mà biết là este là có mấy đồng phân? Este có mấy đồng phân? Este có mấy loại? Ba loại. Este thông thường, este của độ không bền và este của phenol. Mà con biết là este thông thường thì tác dụng nào hả, tỷ lệ mấy? Ừ, tác dụng NaOH tỷ lệ 1:1. Còn este của rượu không bền cũng tác dụng NaOH tỷ lệ 1:1. Còn este đơn chất của phenol tác dụng NaOH tỷ lệ mấy? Ừ, tác dụng với NaOH theo tỷ lệ 1:1:2. Bây giờ con có hỗn hợp este đều là đơn chất đúng không? Mà con tác dụng NaOH ở đây ấy, là tỷ lệ mấy? Mấy? Số môn este là 0,4. Mà NaOH là mấy? Là tỷ lệ mấy con? Có phải tỷ lệ 1:1 không? Có phải tỷ lệ 1:2 không? Tỷ lệ mấy? 1,15 nghĩa là đang. Phải xe không phải là Không phải. Hỗn hợp este nó có một este thông thường, một este của phenol. Đúng không? Trong hỗn hợp este phải có gì? Este của phải có một este là este của ai? Của phenol. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Bây giờ này cái C8H8O2. C8H8O2 nè. Cộng với có độ bội cao bằng mấy? Độ bội bao nhiêu? Đúng rồi, độ bội bằng 5. Bằng 5 mà không biết trong cái nhóm CO là mấy độ bội rồi. Rồi cái vòng benzen là mấy nữa? 5K, 4 cái nữa. Là 4 nữa. Tổng lại là mấy? Là 5. Vậy độ bội tính ra là tổng là 5. Mà trong nhóm COH là benzen, trong este là có là 1. Rồi trong cái vòng benzen nó 4 nữa. 1 phần 4 là đủ 5 chưa? Vậy cái phần còn lại nó có dính dáng gì đến nó rồi nữa không? Vậy thì đó suy ra là trong cái hỗn hợp. Suy ra hỗn hợp este là gồm ai đây? Đúng rồi, este thông thường. Và este của ai? Cộng este của phenol. Tới đây thắc mắc gì không? Rồi. Viết sơ đồ đâu có sai mà. Este thông thường. Nó cộng nào hát ra gì? Huy ơi. Theo trường gọi hát ra túi. Đúng rồi, muối cộng rượu. Rồi, este của phenol cộng với mấy lần NaOH? Hai NaOH cho ra gì? Muối của axit, muối của phenol cộng gì nữa con? Nước, ok. Este thông thường mà cộng với lại NaOH là theo tỷ lệ 1:1 nó sẽ ra muối của axit, đồng ý chưa? Cộng với rượu. Có este của phenol thì cộng NaOH nó sẽ ra muối của axit, muối của phenol và nước. Ok. Đồng ý chưa? Bây giờ khoanh nè. Mình có cái gì rồi? Mình có gì rồi con? Một Khoanh đi. Không phải 4 mol nữa hợp. Khoanh cái nhóm lại.
Viết hai chữ hai phương trình ra chưa? Viết sơ đồ hai phương trình đó ra chưa? Ái tay không ngừa cộng nào hát rồi ra cái gì? Muối quả xí cộng rượu. Còn ái tay của phenol là cộng mấy lần nào hát Hoàng Anh? Hai lần nào hát cho ra gì? Muối quả xí cộng muối quả. Phenol cộng cộng nước. Ok. Đồng ý chưa? Rồi khoanh sơ đồ biết khối lượng quay rồi khoanh đi. Khoanh đi cho dễ thấy. Khoan đi con. Khối lượng của hỗn hợp tay biết không con? Biết không? Đấy. Biết chưa? Mấy? Có tổng số mol chưa? Có tổng số mol là 0.4 rồi, con chỉ nhân cái mà lớn hỗn hợp đó là ra khối lượng của ta thôi. Nào hát biết chưa? Nào hát biết luôn. Hỗn hợp muối biết chưa? Hợp muối biết luôn. Rồi, còn ai chưa biết? Rượu với ai nữa? Nước. Giờ phải tính cho được cái nước còn nhiều, làm rằng tính cái nước đây. Làm rằng tính được cái nước. Đấy. Làm rằng tính được cái nước. Dễ ạt luôn á. Dị sư đồ thấy không? Số mol ấy tay thông thường mấy? Đặt là amon. Thì số mol nào hát lại nhiều con? A luôn. Rượu là mấy? A luôn. Điền hết vô. Tương tự, ấy tay của nô số mol là mấy? B. Vậy có gì đây? A cộng B bằng 4. Răng nữa. A cộng B bằng 0.4. Thấy không? Số mol của ta. Số mol của nào hát. Tính được A bằng mấy, B bằng mấy? Ừ. Rồi, như vậy tính ra A bằng 0.1 và B bằng 0.3 đúng không đó Huy? Vậy là số mol nước mấy? Vì mình nước 0.6 còn quýnh bây giờ. Như vậy là nước biết luôn chưa? Vậy bảo toàn khối lượng tính được khối lượng rượu không? Ok, bảo toàn khối lượng đi. Rồi khối lượng ở tay máy, khối lượng ở tay máy. Mà lớn hơn là máy của quay mất rồi. Lấy số mol nhân cái mà lớn đó ha. Mà lớn hình như 152 à. Ờ được quá. Mấy? 2 cũng là 128. À mà lớn 128 à. Nhân số mol là 0.04 nè. Cộng với AH là 0.2.8 đúng không con? Muối là 6.62 cộng rượu cộng nước là 0.03 nhân 18. Cái từ đó tính ra rượu mấy con? Ủa 136 mà lớn 136 mà mấy chứ. Khối lượng rượu tính ra mấy? Rượu là 1.08 gam, 1 gam. Rồi có rượu giờ làm gì tiếp theo Huy ơi?
Vừa làm gì? Con có lần rượu, có số môn rượu chưa? Tính được mà lớn rượu không? Ôi trời ơi. Mà lớn rượu nhiêu? Có khối lượng có mà lớn mình tính ra, có khối lượng có số môn tính ra mà lớn biết rượu là ai đi đã rồi tính sao? 1,08 chia số môn không. Cái gì? Ra rượu 1,08 mà tụi con tính ra vậy? Đứa này bấm đi theo hắn là coi như trôi luôn theo dòng sông luôn á. Bao nhiêu con? Thì coi cơ mà. Trời ơi. Đấy, dùng à. Bao nhiêu gam con? Khối lượng rượu là 1,08. Ừ đúng rồi, 1,08. 1,08 mà chia cho mấy? Ừ, chia cho 0,1 là ra nhiêu? 108. Trời ơi. Thế mà nãy giờ con ngồi có bấm chia 0,1 cái ghê chứ. Rồi. Vậy rượu này là rượu xe máy hát máy. Nói đi không? Rượu rượu đơn chứ hay rượu hai chất? Hay rượu ba chất? Ừ, VT đơn chức mà. Lấy 108 trừ cho mấy? Trừ 16. Được rồi thôi. Rồi đem đi chia cho 12 được xe máy đây. C7 hát máy. 108 trừ 16 rồi trừ 7 nhân 12. C7 hát 8. Ồ. Mà C7 hát 8 ô là rượu gì đó hè? Rượu là rượu chứ rượu gì, rượu của phenol. No, rượu đưa có vòng bên dây. Rượu công thức là chi? Biết có xem à? C7H8O là rượu C. Đúng rồi. Rượu là C6H5, rượu có vòng bên dây mà. CH2OH, nó là rượu nghe, không phải là phenol đâu nghe. Ok. Vậy cái tay ông Hường có công thức là chi tính được không? Là gì? Ờ, HCO, CH2, C6, H5. Ok. Rồi, có công thức của ST thông thường chưa? Bây giờ ST của rượu bì là cái ST mô. ST của phenol là ST mô. ST thông thường nó ra tạo ra mối gì đó? Ờ, HCO nè. Mà... ờ mà phải tạo ra ba mối là cái tay kia nó phải gác khác cái gốc axit với thằng này là cái gì? Đúng rồi. Nhớ là để cho hai tay cái tác dụng nào hát phải ra ba mối, mà cái tay thông thường là ra một mối rồi. Vậy thì ST của phenol nó phải ra hai mối còn lại. Mà muốn ra hai mối còn lại thì cái mối trong cái axit nó không được trùng với cái ST, cái mối của ST rồi, ST thông thường đi. Được chưa? Vậy suy ra là
Lời ái tai của Phenol phải là ai đây? Huy. Đúng rồi, CH3COC6H5. Có đứa nó nói cô như đây nè, cô răng mình không lấy C6H5, COOCH3. Không phải tay phenol. Cái tay của rượu ở tay thông thường đúng không? Để yêu cầu làm chi nữa? Tính khối lượng muối qua xếp con. Muối qua xếp là muối mô. Đúng rồi. Là gồm HCONA. Số mol là 0,01 và CH3 CONA số mol là 0,03 là nhiêu gam? Bốn.